Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 19 giờ tối hôm 13 tháng 7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên vùng biển phía tây của khu vực giữa biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, từ 39 đến 49 km/h, giật cấp 8. Đến hồi 7 giờ ngày 14 tháng 7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 14,9 độ Vĩ Bắc, 112 độ Kinh Đông trên vùng biển phía nam của quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tức là từ 39 đến 49 km h giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 10 km h từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5 đến 10 km, đi vào đất liền các tỉnh thành Quảng Trị đến Đà Nẵng và suy yếu dần. Vùng biển phía tây bắc của khu vực giữa biển Đông và vùng biển phía tây nam của khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và vùng biển ngoài khơi từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi, có mưa rào và rông mạnh, gió mạnh cấp 6 có lúc cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển phía tây bắc của khu vực giữa biển Đông và vùng biển phía tây nam của khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét vùng biển ngoài khơi từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi, sóng biển cao 1,5 đến 3 mét. Từ nay cho đến ngày 17 tháng 7, khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ lượng mưa phổ biến từ 60 đến 120 mm, cục bộ có nơi trên 200 mm. Khu vực Bắc và Trung Trung Bộ lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200 mm, cục bộ có nơi trên 250 mm. Trong mưa rông có khả năng xảy ra rông, lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh cần đề phòng mưa lớn cục bộ gây ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt ở vùng trung thấp và các khu đô thị. Vào hồi 1 giờ ngày 14 tháng 7, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 14,2 độ vĩ bắc, 112 độ kinh đông, trên vùng biển phía tây nam quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp mạnh cấp 6 giật cấp 8. Vùng áp thấp di chuyển theo hướng tây bắc với tốc độ khoảng 10 km/h. Đến 13 giờ cùng ngày, vùng áp thấp trên vùng biển phía tây nam quần đảo Hoàng Sa di chuyển theo hướng tây bắc với tốc độ khoảng 10 km một giờ, sức gió mạnh nhất gần tâm vùng áp thấp mạnh cấp 6 đến cấp 7 giật cấp 9. Tác động của vùng áp thấp sau mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía tây của khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía tây nam của khu vực Bắc Biển Đông, gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, mưa rào và rông mạnh, gió mạnh cấp 5, sau tăng lên cấp 6 đến cấp 7 giật cấp 9 biển động mạnh. Vùng biển phía tây của khu vực giữa biển Đông và vùng biển phía tây nam của khu vực Bắc biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, sóng biển cao 2 đến 4 m. Để chủ động ứng phó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có công văn đề nghị các tỉnh thành ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Thuận thông báo cho thuyền trưởng chủ các phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản tổ chức kiểm tra, ra soát các khu dân cư ven sông suối, khu vực thấp trũng có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động phòng tránh, tổ chức di rời, sơ tán người dân khi có tình huống xảy ra, đồng thời sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống. Biển Đông đã chính thức xuất hiện vùng áp thấp, nhiều vùng trên cả nước đều xuất hiện mưa lớn, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, cảnh báo nguy cơ sạt lở cao ở vùng núi trong khi đó mưa lớn kéo dài những ngày qua đặc biệt ở những tỉnh vùng núi phía bắc khiến khả năng xảy ra sạt lở rất cao khi đất đã ngậm no nước đặc biệt những ngày tới cả bắc và trung bộ đều xuất hiện mưa lớn diện rộng sau nhiều ngày nắng nóng tác động này khiến nhiều khu vực nhất là vùng núi có khả năng xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị do ảnh hưởng của mưa lớn nhiều khu vực ở trung bộ cũng có nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất lũ quét sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường uy hiếp tính mạng của người dân gây tắc nghẽn giao thông cục bộ làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện phá hủy các công trình dân sinh kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất hoạt động kinh tế xã hội Tính từ 19 giờ ngày 9 tháng 7 đến 19 giờ ngày 12 tháng 7, Hà Giang là khu vực mưa lớn nhất cả nước với nhiều điểm đo lên tới hơn 300 mm như Việt Lâm Hà Giang 332 mm, Linh Hồ Hà Giang 306 mm. Tính riêng hôm 13 tháng 7, hệ thống đo mưa toàn quốc ghi nhận lượng mưa ở Hà Giang lên tới 288 mm là nơi có lượng mưa lớn nhất cả nước do mưa lớn kéo dài mô hình độ ẩm đất cho thấy nhiều khu vực tại hà giang cũng như các tỉnh vùng núi phía bắc đã bão hòa dẫn đến nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất tại hà giang ngoài khu vực xảy ra sạt lở dẫn đến tai nạn kinh hoàng ở thôn tả mò xã yên định huyện bắc mê Hệ thống cảnh báo trực tuyến lũ quét sạt lở đất của Tổng cục Khí tượng Thủy Văn đưa ra cảnh báo ở mức rất cao tại nhiều nơi khác như xã Tân Lập Bắc Quang, xã Chế Là và xã Nấm Dận của huyện Xín Mần, xã Cao Bồ, Linh Hồ và Quảng Ngần của huyện Vị Xuyên, xã Tiên Nguyên và Xuân Minh của huyện Quang Bình. Ngoài ra, hàng loạt khu vực ở vùng núi phía Bắc cũng đang có nguy cơ rất cao xảy ra sạt xả lở đất, nhất là các tỉnh Tuyên Quang, Yên Bái. Nhiều nơi ở Quảng Nam, Quảng Ngãi cũng có nguy cơ cao xảy ra sạt xả lở đất. Các chuyên gia cho biết trong số các loại hình thiên tai do thời tiết, sạt lở đất là loại hình thiên tai nguy hiểm đáng lo ngại nhất do tính bất ngờ, không thể dự báo trước chính xác thời điểm và thời gian xảy ra. Loại hình thiên tai này thường xảy ra ở Trung Du, vùng núi sau thời gian mưa lớn kéo dài. Các chuyên gia khuyến cáo người dân lưu ý một số dấu hiệu nhận biết sạt lở đất, lũ quét như mưa lớn kéo dài, trên tường nhà, sườn đồi, mái dốc xuất hiện các vết nứt, cây cối gần khu vực sống có dấu hiệu bị nghiêng, nghe thấy âm thanh lạ phát ra từ lòng đất, Nước sông suối chuyển màu, khi xuất hiện các dấu hiệu trên cần báo ngay cho những người xung quanh và chính quyền địa phương, sẵn sàng sơ tán khi có yêu cầu, chạy thật nhanh ra khỏi nơi nguy hiểm nếu nghe hoặc nhận thấy tiếng động lớn. Đặc biệt người dân không được lại gần các khu vực đã có sạt lở đất, không đánh cá, vớt củi bơi lội tại những khu vực sông suối đã có mưa lớn nhiều ngày, nước chuyển đục. Theo nhà điều hành sân bay quốc tế Debrechan Do nhiệt độ cao kéo dài liên tục đã tác động mạnh tới khe co giãn bê tông, cho phép bê tông giãn nở và co lại khi nhiệt độ thay đổi của đường băng sân bay này. Tình trạng trên đã được giới chức sân bay phát hiện khi tiến hành kiểm tra định kỳ. Dự kiến việc sửa chữa đường băng sân bay có thể mất nhiều ngày, tùy thuộc vào điều kiện thời tiết. Ước tính có khoảng 2.500 hành khách bị ảnh hưởng bởi quyết định này. Giới chức sân bay Devaton cho biết, trong lịch sử chưa từng xảy ra sự cố nào khiến đường băng sân bay này phải đóng cửa lâu như vậy. Trong thời gian sân bay Debrecen đóng cửa, sân bay Budapest đã tiếp quản việc xử lý các chuyến bay và hành khách từ Debrecen. Do vậy, lưu lượng hành khách tại sân bay Budapest có thể vượt quá 55.000 mỗi ngày. Hãng hàng không sẽ thông báo cho hành khách về những việc cần làm và liệu chuyến bay của họ sẽ khởi hành từ Budapest hay bị hủy. Ông Berisot, giám đốc điều hành của sân bay Budapest cho biết, việc tiếp quản lưu lượng của sân bay Depechen là một thách thức đối với sân bay Budapest vì cần đảm bảo đủ sức chứa cho máy bay và hành khách được chuyển hướng từ Debrecen. Hungary đang trải qua tình trạng nắng nóng cao nhất kể từ ngày 7 tháng 7 vừa qua và dự kiến đợt nắng nóng có thể kéo dài đến ngày 18 tháng 7 tới.